nằm trong vùng thất sơn nổi tiếng của đất An Giang. Núi Sam cao chừng 284 mét so với mực nước biển và mang một vẻ đẹp hoang sơ. Năm 2018, núi Sam là một trong 37 điểm ở An Giang được công nhận khu du lịch quốc gia với quần thể di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng như Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Hang. Đến núi Sam hiện nay, du khách còn được chiêm ngưỡng thêm công trình Phật giáo được khắc trực tiếp vào vách núi. Công trình tượng Phật Thích Ca cao 81 mét đặt trên khu đất rộng 5.500 mét vuông với chi phí đầu tư khoảng 255 tỷ đồng. Tượng Phật đã hoàn thiện được phần thân trên, riêng phần chân và tòa sen đang tiếp tục được điêu khắc, hoàn thiện. Dự kiến vào năm 2025, công trình tượng Phật sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là tượng Phật ngồi thiền, khắc vào vách đá cao nhất thế giới. Vừa qua, tượng Phật khắc vào vách núi cao 71 mét tại Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Công trình tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81 mét, khắc vào vách đá núi Sam là hạng mục chính của công viên văn hóa núi Sam. Khi hoàn thành, khu công viên văn hóa núi Sam hứa hẹn sẽ là điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn của thành phố Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.